Khi giao cửa xong, mình muốn đến đình Kim Liên, rất là mong muốn gia đình, cầu mong gia đình là mạnh khỏe, bạn bè là mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Trong cái đợt dịch bệnh này thì mình cũng có phần lo lắng về sức khỏe, mình cũng có chuẩn bị khẩu trang, y tế từ nhà đi, các mọi nơi đều chấp hành đeo khẩu trang đúng quy định. Sau khi thời khắc giao thừa xong thì mình đến chùa Kim Đình, Kim Liên ấy. Mình cũng chỉ mong muốn là tất cả mọi người đều nhiều nhiều sức khỏe. Đầu tiên là gia đình, bạn bè, rồi cuộc sống gia đình và tất cả mọi người là sẽ được bình ổn lại được như ngày trước ấy. Đấy, tình hình dịch bệnh như thế này nó có rất là nhiều cái đặc biệt. Thế nhưng mà nói chung là phải tuân thủ theo và không quên được cái truyền thống là cứ giao thừa xong là sẽ nên đi lễ. Thank you.